người thuê hoặc mua nhà ở xã hội bán cho thuê lại hoặc bán lại nhà không đúng quy định sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng và thu hồi nhà. Đó là một trong những nội dung của dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến người dân. Cụ thể, người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội mà chuyển đổi cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng. Những người thuê nhà công vụ mà cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền cho người khác quản lý, không trả lại nhà công vụ khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà sẽ bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng và bị thu hồi nhà. Đây là quy định đầu tiên đề xuất xử phạt người sử dụng nhà ở công vụ sai mục đích. Bên cạnh đó, mức phạt chủ đầu tư không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc làm thủ tục chậm so với thời hạn quy định cũng bị xử phạt từ 120 đến 150 triệu đồng.